hơi đi siêu thị mua đồ về thì tính là mua đồ để làm bánh tráng trộn á, mua cái bịch bò thôi, bò khô. Và cuối cùng thì cũng phải mua một số đồ để thiệt ra mua như thế này là khoảng 1.600, thêm hai cái xoài nữa, một cái xoài sống, một cái xoài chín là 60 bạc nữa là 1.600 mấy, rồi thêm 60 là cỡ 1.700 mấy, 1.000 là 700.000, thêm 700, 7749 thành thành 1.200.000 á mọi người. 1.200.000 thì nói chung mua bánh em bánh tráng mà cuối cùng cũng mua 1.200.000. Bây giờ Huy review mấy cái đồ Huy mua nha cả nhà. Sữa, sữa này mọi người, Huy mua sữa để uống với cà phê hoặc là khi mệt tối ngủ thì uống cho nó ấy. Thì Huy mua thêm soi Peptic tốt cho mắt não, cái này là nám, người ta ghi là nám tan, là tiếng Thái là nám tan là 0%, là Huy không bao giờ uống đường ở đó, Huy cắt đường luôn nha. Cho nên là 6 chai này, cái này để có vitamin E sáng mắt đi bổ não, bếp bếp nói chung mấy cái vitamin đó mọi người, cái chai như thế này để bớt bớt ra đường mua, nhiều khi Huy đi uống cà phê này nọ thấy vậy chứ cũng dồn dồn lại là nhiều tiền mua. Cái này một lần 1.200.000 chứ mà lại ít đi ra đường hả mọi người. Huy mua trứng để ăn với bánh tráng trộn á, luộc cái trứng nó bể ra. Huy hết cà phê, Huy mua cà phê của Nhật rẻ nhưng mà ok ngon. Huy mua sữa hạnh nhân uống cho nó khỏe khi ngủ, cái này có hạnh nhân nhưng mà vitamin E, thế là zinc C, nó có immunity, brain, iron, vitamin, skin complexion, bone and teeth, vegan, tốt cho xương và răng đồ nữa. Nói chung là nó có mấy cái vitamin, rồi Huy cũng đang thiếu vitamin cho nên Huy mua vitamin vitamin nữa nè, vitamin C, ít đường, đáng lẽ phải mua không đường luôn mà sao ở đây nó hiện less less sugar, ít đường, 200% Thai RDI. Đó, nói chung là còn cái mà Huy cần mua là 100 mấy nè, 110 mấy á, là cỡ như 80.000 90.000 vậy, 80.000 90.000 một bịch bò khô như thế này. Bao nhiêu gam á? 16 gam. 16 gam protein nhưng mà khối lượng tình của nó là 50 gam thôi. Đó nhỏ để chọn mua bánh tráng, ăn bánh tráng với bò khô. Thì ra bánh tráng là có rau răm nữa. Cái trái xoài hồi nãy là mua để làm bánh tráng. Mà bánh rau răm không? Hôm nay xuống chợ mua rau răm thôi. Cái này sữa ốc chó. Ốc chó nhưng mà cũng tốt cho ốc nó cũng tốt, mấy cái loại hạt là tốt không mọi người. Mấy bà đẻ hay ăn uống cái ốc chó, mà thiệt ra bà đẻ là hay uống cái hạt macadamia là cái hạt Huy thích nhất. Huy thích cà phê cho nên Huy mua cà phê cái này pha sẵn, nhiều khi Huy không có pha bột mà Huy không có thời gian, nhiều Huy thải vô liền. À, cái này cold brew, the signature blend, dry fruit, dark chocolate, strong mouthfeel. Cái mùi ấy là nó mạnh hơn, cái vị nó mạnh hơn. Cái này có cái vị trái cây khô và mùi sô cô la đen của in Hario. À, Hario là gần nhà Huy nè. Cái quán cà phê gần nhà Huy á. Ủa vậy hả? Nó bán ở trong cà, nó bán trong siêu thị luôn á mọi người. Một cái gói này là Hershey's 5g Indonesia với là Thái Lan. Trời ơi là trời, chắc tôi chết tại chỗ quá. Một cái gói nha, chỉ có hai bịch thôi hả, là 180 luôn, tưởng một gói nên nhiều bịch. Ủa là sao vậy, trời ơi 180. Mà thiệt ra Huy uống cà phê ở ngoài quán cà phê là 180 hoặc là 200 bạc cũng có một ly á mọi người. Thì cái này là gì Huy cũng biết sao nó mắc dữ vậy, do nó có mùi á mọi người, nó có cái mùi của cà phê nó mắc. Cà phê thường thường rất là rẻ ở Việt Nam, cà phê xay này là bột rẻ pha ra rất là rẻ, nhưng mà cái này là người ta bỏ thương hiệu, cái mùi thương hiệu Signature, người ta làm cho nó có cái mùi của trái cây rồi sô cô la cho nên nó mắc. Nhưng mà đợi hơi cái này lạ quá, hai bịch này ở bên trong là gì vậy ta, hơi tính pha uống nè, hơi
Cô để với pha cho mọi người coi nha. Mà để với coi thử nha. Cái trong này là nó ghi gì nè. Boost cold brew sachet 50g into bowl with lid. Pour cold water. Cái này là cà phê cold brew. Cold brew là bỏ trong tủ lạnh đó mọi người. Bỏ trong ngăn mát đó. Tại vì thiệt ra cold brew đó là ngày xưa cold là lạnh, brew cold brew là ngày xưa cái cà phê này thì theo Huy được biết các bạn Huy kể là cold brew là do ngày xưa mấy cái người mà đi thuyền á, người ta không có cái nấu nước nóng có được á, người ta bỏ vô nước lạnh, nước lọc như này, nước lạnh, nước lọc mình uống á, nước lọc như vậy này, rồi chế vô trong ly luôn, sau đó bỏ vô tủ lạnh rồi uống. Trong Starbucks nó là một cold brew là không cần nước nóng luôn, pha vậy luôn mà người ta nói ủa sao uống ngon vậy, uống cũng ngon vậy, cho nên từ đó nó có cái món cà phê này nè. Nhưng mà lạ quá ha, tại phải coi thử. Closed and stored in refrigerator 10 till 12 hour. Trời gọi là trời. Vậy là cái này là để trong cái chai á mọi người, uống được nhiều lắm á. Uống được một cái chai 500 lít luôn. Chua cha, vậy là cái cà phê này uống lâu quá mọi người. Uống mà nó lâu quá. Ý là nó nửa, nói chung là 500 ml, 500 ml luôn á, là gần 1 lít. Bỏ trong một cái ly, một cái giống như pha trà bự, một cái ca luôn á, ý là một cái ca luôn á. Rồi check out cold brew sachet. Sau đó pour cold brew. Sau đó lạ quá, làm người ta pha nước nóng người ta tính. Này cũng là, nói chung hơi thích uống cold brew để hơi làm thử cái này. Sau tại vì pha nước lạnh mà đâu có để 10 tới 12 tiếng đâu có uống liền được đâu. Cho nên là cái món cold brew này hơi kể là ngày xưa mấy người là đi thuyền rồi đó, cho nên là ai mà học cà phê là sẽ biết cold brew là vậy á, không có khô lạnh, không có cần. Nhưng mà mình để trong tủ lạnh nha mọi người, mình pha bằng cái nước bình thường á, nước lọc bình thường này. Mình bỏ trong 500 ml nước trong cái ca. Rồi mua hủ tiếu để ăn cho nó khác. Cái đèn đang quay nó tắt không mà hết pin. Sợ mọi người không thấy rõ. Hủ tiếu Thái Lan này mọi người, đây người ta ghi là Reuters Thai Fried Noodle Khun Jinja. Thì tôi cũng có ăn mấy lần rồi, nhưng mà cái này là nó có over 38 years back, trên 30 năm quarantine, trên 38 năm luôn á. Hồi mua nước dừa đóng chai để có tiện lợi trong tủ lạnh, lấy ra uống liền cho khỏi chặt dừa. Nói chung uống dừa tươi nó cũng ngon hơn, nó tươi hơn, nhưng mà cái này cũng ngon. Dừa tươi này uống với cà phê cũng ngon luôn, pha với cà phê rất là ngon. Huy rất là thích uống sữa cho nên Huy mua sữa nữa. Sữa này là sữa Magnolia Milk Product 2. Nó có cao, canxi cao. Giờ Huy lùn cho nên Huy cần vitamin D với lại calcium. Với lại nó béo, cái sữa này là béo. Còn cái sữa này á, của cái sữa này thì nó ít béo. Thì ra là uống sữa ít béo nó bớt mập. Uống sữa, mấy người uống cà phê sữa là bị lên cân á, là do có sữa là thứ nhất nha, đường là thứ hai. Sữa cũng tăng cân á mọi người. Và thiệt ra trái cây á, trong trái cây cũng có lượng đường á, cho nên là nhiều người tưởng ăn trái cây là không có tăng cân, nhưng mà thiệt ra trái cây là cũng là tăng cân đó. Tôi mua rau để ăn với bánh tráng hoặc là ăn với lại hủ tiếu bịch cho nó không có, cho nó có, cho nó có lâu. Tôi mua nước dầu xả chỉ có mười mấy bạc thôi, rẻ. Thường thường là ở bên Thái mấy cái dầu xả kia thơm lắm, 100 này nọ, nhưng mà tiết kiệm á mọi người. Cái này là Huy thích yogurt của Hy Lạp rất là ngon, và cái mùi vanilla cũng rất là thơm, nên Huy mua dầu gội, tại vì dầu gội của Huy hết rồi. Cái này là Sun Silk ra loại mới, cái mùi Huy rất là thích mùi trà, và mùi cái này là mùi tea tree, và mùi mint là mùi bạc hà, anti dandruff.
chơi trần trụi. Nói chung là cái mùi bạc hà này thấy cũng thơm, tuy tuy với lại nó có cái lượng miracle moringa oil đó. Rồi em mua Sữa tươi Hy Lạp nữa, gì sữa chua Hy Lạp mà dạng nước, heat treat fermented milk yogurt on to go mellow smooth and refreshing original flavor. Nói chung Huy thích sữa sữa chua của Hy Lạp, Huy mua chanh để nặn vô bánh tráng. Nói chung mà làm bánh tráng mà tốn 1 triệu, 1 triệu mấy ta, 1,2 triệu, nhưng mà mua về nhưng mà Huy sẽ ít ra đường lại và Huy không có đi cà phê này nữa đâu nhiều, cho nên nó cũng tiết kiệm, mặc dù là 1,2 triệu nhưng mà là tiết kiệm nha cả nhà. Huy mua ớt. Và Huy mua một chai nước mắm cá để tại nước mắm của Huy hết. Mấy bữa Huy ăn chai nhỏ nước mắm cá cơm kia, còn chai này cũng là chai thủy tinh Natural Fish Shot của Thái Lan. Người ta ghi là nấm 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 pa thé. Người ta ghi là nước mắm thiệt, thé là thiệt đó nha. Nhiều khi cái chữ thé cũng là đẹp trai á, tiếng tiếng Thái mọi người, nhiều người gặp hơi kêu là thế 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 là đẹp trai, lo là đẹp nhưng mà thế cũng đẹp, mà có giống như tiếng Việt vậy đó. Cái này được 2 năm tuổi hả, cái này là Natural Fish Shot được 2 năm tuổi luôn á, nước mắm ủ 2 năm hay là 2 năm tuổi vậy, nước mắm gì mà ủ tới 2 năm nhiều vậy. Chai này còn bao nhiêu á, mắm cũng không có mắc mọi người. Còn cái này thì tỏi khô để bỏ lên bánh tráng đó. Nó có trong cái hộp nữa mà mua cái này cho tiết kiệm, nó tiết kiệm nhưng mà cũng 1,2 triệu đó, hết rồi 1,2 triệu. Bây giờ mình làm bánh tráng nha,